hôm nay mình xin đại diện cho vật phẩm Phong Thủy giới thiệu đến các bạn vật phẩm đá thịt khủng long hóa thạch, thì biểu tượng của sự giàu sang và no đủ. Thì mọi người thường hay thắc mắc là tại sao lại loại đá này lại có tên là đá thịt khủng long hóa thạch, có thật là đá thịt hay khủng long thật hay không? Thì hôm nay vật phẩm Phong Thủy sẽ giải đáp thắc mắc này cho các bạn. Thì loại đá này thuộc loại nhóm đá cẩm thạch, có xuất xứ từ biên giới Trung Quốc và Hàn Quốc. Cho cái loại đá này có tên là đá thịt khủng long hóa thạch do là nhìn dáng, hình dáng và kích thước là giống như những cái khối thịt của khủng long đã hóa thạch. Thì đây là đá phong thủy tự nhiên nên khi mình đặt ở trong nhà hoặc là ở trong phòng khách thì sẽ tạo ra những cái năng lượng dương và những cái khí tốt lành, mang lại nhiều điều may mắn và các lợi cho gia chủ. Thì trong nhân gian Trung Quốc thì hay nói thịt khủng long á, là những loại quý hiếm nên đây được biểu tượng cho sự giàu sang, dư dả và no đủ. Thì cái này là sản phẩm đầu, mẫu sản phẩm đầu tiên mình xin giới thiệu đến các bạn. Thì một loại này là loại nhỏ, thì các bạn thấy đá tự nhiên mà lại có hai cái đường vân rành rạch khác nhau hoàn toàn, thì giống như là một miếng thịt của đá khủng long. Và ở đây là đế đặt trên đế gỗ, thì nhìn sự kết hợp rất là hài hòa, thì rất là sang trọng và bắt mắt. Thì các bạn có thể là đặt ở trên trong bàn làm việc hoặc trên kệ tủ, hoặc là mình có thể mua để làm quà tặng. Và giá của đá thịt khủng long hóa thạch nhỏ này là 3.960.000. Sản phẩm thứ hai, mẫu thứ hai mình xin muốn giới thiệu đến các bạn là khối đá thịt khủng long hóa thạch to. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây, mình đặt ở trên đế gỗ và các bạn có thể nhìn gần thì có những cái sớ là rõ ràng thì nhìn giống như là sớ của thịt vậy đó. Thì đây là khối đá lớn thì có giá là 9.850.000 và được đặt ở trên một cái đế gỗ, mình có thể dùng làm quà tặng hoặc là trưng bày thì nhìn rất là sang và bắt mắt, thì tạo nên cái sự đẳng cấp. Tại vì hàng này cũng là một trong những hàng sản phẩm độc quyền của vật phẩm Phong Thủy. Thì đây là hai mẫu sản phẩm hôm nay mình các cửa hàng và các chi nhánh thì còn có nhiều những cái sản phẩm đá khủng long hóa thạch mẫu mã đa dạng hơn, phong phú hơn. Thì các bạn có mọi cái thắc mắc thì các bạn có thể comment dưới video này hoặc là điện tới hotline 0866858383 hoặc là đến trực tiếp 462 Quang Trung phường 10 Gò Vấp hoặc các chi nhánh ở quận Nhất, quận 10 Phú Nhuận để được các nhân viên tư vấn kỹ càng hơn và